Thủy Tiên xin chào cô chú anh chị. Đây là cây bông trang lá lớn màu trắng nha cô chú anh chị. Cây bông trang này nó còn có cái tên gọi khác đó là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn màu trắng. Cây hoa mẫu đơn này mình dùng để trồng cây cảnh trang trí cho nó đẹp sân vườn của mình, thì nó còn có tác dụng là dùng để làm thuốc nha cô chú anh chị. Cây hoa mẫu đơn này làm thuốc thì nó cũng có rất nhiều công dụng. Cây nó rất là xanh tốt luôn. Hoa mẫu đơn màu trắng nó rất là xiên bông nha cô chú anh chị. Đặc biệt là cái bông của nó rất là to, khi nó nở ra thì nó rất là to. Đây, đây là cây mọc cớp. Các loại hoa mẫu đơn thì nó rất là nhiều màu, nhưng đặc biệt là cái màu trắng này là được dùng để làm thuốc, nó rất là hay. Hiện tại thì cái màu trắng này nó cũng rất là hiếm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có yêu thích cây hoa mẫu đơn này trồng để trang trí cho ngôi nhà mình đẹp, hoặc là dùng để làm thuốc, thì alo qua số điện thoại nha cô chú anh chị. Bên Thủy Tiên có giao đến tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn nha.